Một số thức ăn cũng độc. Cứ cố gắng thiền nhiều hơn để đối phó mọi chướng ngại và rắc rối này trong đời quý vị. Một số thức ăn cũng độc nữa. Đừng hỏi tôi tại sao nho nhìn rất vô tội mà lại quá tệ như vậy. Khơi dậy kẻ thù để trả thù tấn công quý vị, khiến cho quý vị bị rắc rối lớn hoặc rắc rối nhỏ, tùy theo. Mọi thứ trên địa cầu này đều có một thần thức bên trong có chức năng của họ, như mặt trời. Đừng hỏi tôi tại sao mặt trời nóng. Nó vốn như vậy. Lửa thì nóng. Vì vậy, nếu không thích nóng thì quý vị ngồi ra xa hoặc tránh nhóm lửa. Tương tự, nếu có bất kỳ trái cây, bất kỳ thức ăn nào không tốt thì quý vị đừng ăn thứ đó. Vậy nếu quý vị ăn trái cây nào đó hoặc thức ăn nào đó vài lần hoặc mỗi lần thì quý vị quan sát nhé. Mỗi lần cảm thấy không dễ chịu, thiền không tốt hoặc việc gì đó không tốt xảy ra thì có lẽ lần sau đừng ăn. Nhưng đừng ráng nhiều lần quá thì quý vị sẽ không có gì ăn ngoại trừ cơm và nước tương và rồi trách tôi. Không sao, chỉ cần niệm năm hồng danh, cảm ơn tất cả những ai liên quan hữu hình và vô hình ban cho quý vị thức ăn tốt lành để nó nuôi dưỡng thân thể và linh thể của quý vị. Nói như vậy, cảm ơn rồi ăn, với tất cả tình thương và đức tin. Mỗi thứ đều có phẩm chất và chức năng riêng, vì vậy, dù chỉ một viên thuốc nhỏ như vậy, nó ngừng cơn đau của mình, bởi vì họ cho các thành phần vào đó mà chỉ lấy từ thực vật, trái cây và đôi khi từ cây, quý vị biết mà phải không? Và đôi khi ngay cả từ động vật, nhưng chúng ta tránh, không dùng. Ý tôi là tương tự như vậy, mỗi thứ nhỏ, hoa hoặc thức ăn hoặc trái cây có phẩm chất đặc biệt của chúng. Vậy theo cách đó nó ảnh hưởng quý vị, bởi vì tất cả chúng ta đều kết nối mặc dù không thấy điều đó. Thành ra ăn thứ đó, quý vị kết nối với thứ đó, và kẻ thù của quý vị tình cờ cũng kết nối với thứ đó. Thế là quý vị bị rắc rối. Cho nên không có gì mê tín dị đoan cả, hoặc không có gì như vậy, tất cả đều hợp lý và khoa học. Do đó ngay cả có cây nhỏ nhưng lại độc hại. Nếu quý vị ăn thì sẽ tử vong. Chỉ một số thực vật là có ích, nếu ăn vào cơn sốt của quý vị sẽ biến mất. Như ký ninh cũng là một loại thực vật và y dược Trung Hoa. Họ chỉ chiết từ thảo mộc, từ thực vật, từ cây, ví dụ như vậy. Một số trái cây hoặc thức ăn chỉ đặc biệt dành cho một vài chủng loài khác nhau. Thí dụ như gấu túi, động vật nhỏ màu đen trắng, rất dễ thương, loài biết leo cây ở Úc. Họ rất ngoan ngoãn và dễ thương vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, đừng tìm cách đến quá gần họ. Ban ngày họ không hoạt động phải không? Ban đêm họ hung dữ, nhưng không phải để nói về gấu đó, chỉ là nhân tiện thôi. Họ ăn bạch đàn, vỏ hoặc lá bạch đàn, họ không sao. Nhưng đừng thử nhé, quý vị hiểu tôi nói gì không? Và gấu trúc nữa, họ chỉ ăn tre, cây tre, rễ tre, tre lớn, tre nhỏ, lá tre. Quý vị ăn được không? Quý vị không thể tiêu hóa, cho dù ăn được đi nữa, đừng thử cho vào máy xay sinh tố. Vì quý vị muốn trông dễ thương như gấu trúc, xay hoặc sắc, 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 làm thành bột rồi uống. Không được, quý vị không thể tiêu hóa nó. Không giống gấu trúc, họ ăn thứ đó, họ có thể tiêu hóa, nhưng quý vị không tiêu hóa được. Có nhiều loài khác có thể ăn thứ gì đó mà rất độc đối với chúng ta. Họ có thể tiêu hóa nó, chúng ta thì không thể, chỉ vậy thôi. Chúng ta không thể làm được gì về điều đó, không cần phải cố làm bất cứ gì về điều đó, hiểu không? Chúng ta có nhiều thức ăn khác để ăn, ý tôi là vậy. Ngay cả đậu hũ cũng độc, nhiều người không thể ăn. Ngay cả bánh mì với tinh bột cũng độc, nhiều người không ăn được. Họ ăn vào sẽ bị bệnh trong những cách khác nhau. Họ bị ngứa hoặc bị đau, hoặc bị vấn đề tim, bất cứ gì. Quý vị biết nhiều người không thể ăn bánh mì phải không? Với tinh bột phải không? Quý vị biết điều đó. Đó là sự thật mà quý vị nên biết. Nếu không biết thì nên xem trên mạng Internet. Ý tôi là thế, không phải như quý vị nên biết. Nhưng nếu muốn kiểm chứng những gì tôi nói là thật hay không, thì đó là cách tôi giải thích với quý vị. Một số thức ăn
Một số trái cây không thích hợp cho con người và không thích hợp cho một số người hoặc một số động vật. Như chúng ta thích sô-cô-la phải không? Tất cả chúng ta. Ý tôi nói đa số chúng ta thích sô-cô-la, nhưng quý vị không thể cho chó của quý vị ăn. Đó là chất độc cho chó, làm chó bệnh, thí dụ vậy. Hoặc trái bơ không thể cho chó ăn, mặc dù trái bơ rất bổ dưỡng, đầy chất đạm, vitamin và phospho, bất cứ gì, nhưng quý vị không thể cho chó ăn. Táo cũng vậy, hạt táo quý vị không thể ăn. Quý vị hiểu những gì ta nói chứ? Ngoài ra, nhiều thức ăn, nhiều trái cây, nhiều rau cũng không thích hợp cho nhiều người, hoặc cho tôi nữa. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi đang gây rắc rối, không phải như thế, mà đúng thật như vậy. Nhiều người bị dị ứng với nhiều thứ, kể cả thịt, hoặc rau, hoặc trái cây, hoặc tinh bột, hoặc đậu hũ. Một số người không thể ăn đậu hũ, thật sự là như vậy. Và đậu hũ là ngon đối với chúng ta, đối với nhiều người chúng ta. Nhưng nếu quý vị cho hải cẩu, thí dụ vậy, họ không tiêu hóa được, họ sẽ bị bệnh. Nó có thể đốt cháy ruột của họ hoặc đại khái vậy. Nên đây là vấn đề với thế giới chúng ta. Không phải vì ăn thuần chay thì quý vị được đảm bảo thuận buồm xuôi gió suốt đời, 24/7. Chúng ta ăn chay, thuần chay bởi vì mình từ bi. Chúng ta tìm cách giảm thiểu đau khổ bất cứ nơi đâu mà mình có thể. Thực vật cũng đau khổ. Thành ra Đức Phật chỉ ăn ngày một lần và ăn bất cứ thứ gì được cúng dường, đã nấu chín rồi, đã chết rồi. Ngài không muốn dính dấp tới kiểu sát sinh nào, ngay cả thực vật. Thành ra tất cả minh sư đều chọn thuần chay, tối thiểu là trường chay. Chỉ ăn vừa đủ thôi. Vì vậy, cho dù ăn thuần chay, quý vị cố gắng ăn vừa đủ thôi. Đừng ăn chỉ vì món ăn quá ngon hoặc ăn thật nhiều. Có lẽ thỉnh thoảng, ngày cưới, quý vị phải ăn, hay vì gì đó, mẹ chồng nấu, con dâu không thể không ăn. Nếu không, hãy cố gắng ăn vừa đủ thôi, 80% và sau đó thêm 10% nước, phần còn lại dành cho ánh sáng. Bằng không ăn quá no sẽ buồn ngủ, thiền rất siêng năng, ngồi đó 3 tiếng đồng hồ. Hiểu rồi ha. Vậy, đừng hỏi tôi tại sao quý vị ăn thuần chay mà vẫn bị bệnh. Quý vị không thể tránh bất cứ gì bằng cách ăn thuần chay. Ngoại trừ dĩ nhiên quý vị cảm thấy khỏe hơn trước kia, nhưng quý vị cũng phải chọn để ăn. Ý ta nói vừa phải. Và đừng lúc nào cũng ăn một thứ mãi, phòng khi nó quá độc hoặc không hợp với quý vị. Và nếu quý vị cứ tiếp tục lặp lại thì nó còn tệ hơn. Nó trở nên tệ hơn, tới khi thân thể quý vị không thể. Sức đề kháng tiếng Anh nói thế nào? Resistance, sức đề kháng của thân thể. Nhưng dĩ nhiên, một vài người làm vậy mà họ vẫn sống, bởi vì họ có nhiều công đức, hoặc có thể họ không có gì, hoặc rau đó hoặc thứ đó không có gì hại cho họ, không có nhân duyên, mâu thuẫn. Nhưng đừng nghĩ rằng nó luôn luôn như vậy. Quý vị cũng phải ăn nhiều thứ khác nhau, như vậy tốt hơn. Nếu quý vị ăn thứ gì đó và lúc nào cũng ăn thứ đó, rồi có gì không tốt về cảm xúc, tâm linh hoặc thân thể, thì quý vị nên biết, tránh ăn thứ đó. Tôi không phải lúc nào cũng biến thân thể tôi thành phòng thí nghiệm, bởi vì tôi biết, tôi kiểm tra trước khi tôi ăn. Quý vị biết bây giờ là vậy, trước đây khi không có nhiều nghiệp, không có nhiều đệ tử thì không sao. Nhưng nếu có nhiều đệ tử thì sức đề kháng của thân thể khác đi, kém hơn trước, và phải để dành đủ năng lượng cho đệ tử của mình và cho bản thân mình, không tiêu quá khả năng mình, như thế đó. Rau má, tốt cho phổi. Đây là một loại cỏ dại bên Âu Lạc, lá nó hơi tròn tròn, như hình quả tim nhưng tròn, quả tim tròn. Rau má, đó là rau má. Rau má, ok, bên Mỹ cũng nổi tiếng ha. Bây giờ có thể mua được ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy là tôi đang uống nước dưỡng sinh nổi tiếng. Cái này tốt cho phổi, vì ban đêm họ nghe chị hai ho, chắc vậy. Tôi đâu nghĩ tới chuyện đó, cái gì chị hai cũng biết, nhưng tới khi chính mình bị bệnh thì không biết làm sao. Thậm chí không có thời giờ để nghĩ tới những điều mình biết, vấn đề là vậy. Thỉnh thoảng người này bệnh, người kia bệnh,
Quý vị nghe chị hai bảo họ làm thế này thế kia, sau đó họ khỏi. Chị hai biết thảo mộc và thuốc này nọ, nhưng tới khi chính mình bệnh thì không biết làm sao. Thậm chí không có nghĩ là phải làm gì, không bao giờ tưởng tượng loại nước này. Cũng không nghĩ tới việc xin quý vị cái này, cho dù chị hai biết. Cũng giải khác nữa, không chỉ là một vị thuốc mà còn giải khác nữa. Quý vị có thể đi mua ở các tiệm tàu, họ bán nhiều lắm, cả bó vậy đó, 1 đồng, 2 đồng, rẻ lắm, uống được cả tuần. Chỉ cần bỏ vô máy xay với chút nước rồi lọc bỏ bả đi, thì chỉ còn phần tinh chất lại trong nước, thêm chút đường rồi uống, thêm chút mật ong hay đường rồi uống. Chị hai không thích mật ong, ok, làm ơn đừng cho vào. Chị hai không thích, từ nhỏ tới giờ không bao giờ thích, có khi bị má bắt uống. Biết nó ngon lắm nhưng tôi không thích. Nó từ thú vật, chỗ nào đó tôi uống vô thấy khó chịu làm sao đó, cho nên đừng bỏ mật ong vô nha. Đường thô là được rồi ha, đường thô thôi, không có mật ong phải không? Cảm ơn nhiều lắm. Thực phẩm sống chứa nhiều ánh sáng hơn. Đối với tôi thích, tôi nghĩ lối ăn sống hầu hết tốt hơn cho mọi người. Nhưng quý vị không cần phải ăn sống một cách quá đáng nếu quý vị không thể. Vì nếu làm vậy, có thể quý vị sẽ bỏ cuộc. Cho nên, quý vị có thể bắt đầu ăn sống một chút hay nhiều hơn bình thường. Rồi từ từ nếu muốn, quý vị có thể ăn sống hoàn toàn. Còn không, quý vị có thể ăn nửa này nửa kia hay 2 phần 3 sống, 1 phần 3 chín, tùy thích. Nhất là với người không thiền gì hết hay không thiền nhiều lắm, họ nên ăn thêm thức ăn sống. Vì thức ăn sống chứa nhiều ánh sáng hơn, vẫn còn sự sống trong đó. Nên khi ăn thức ăn sống, quý vị nhận thêm ánh sáng vào thân thể. Thân thể trì trệ này, vậy ít ra quý vị có chút ánh sáng. Đó là lý do thức ăn sống tốt. Nhưng những người thiền nhiều, họ có thể biến bất cứ thứ gì thành ánh sáng. Cho nên nếu quý vị không thiền nhiều và nếu quý vị không thiền gì hết, người nào, bất cứ ai ngoài đó, thì nên ăn thức ăn sống nhiều hơn, để có nhiều ánh sáng hơn vào trong thân thể. Như vậy thân thể có thể bền bỉ hơn, ít ra là cho sức khỏe. Hay nhiều ánh sáng hơn có nghĩa là thông minh hơn. Thông minh hơn, có trí huệ hơn và khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Giải phóng chính mình. Có lần một đồng tu hỏi tôi, vì sao sư phụ nói là nên nhịn ăn một ngày mỗi tuần hoặc mỗi 2 tuần? Đó là bởi vì chúng ta muốn phá vỡ vòng luân hồi để xiềng xích bị cắt đứt và chúng ta được tự do hơn. Vị chủ nhân của chúng ta nói, hôm nay tôi không muốn ăn, nên tôi không ăn. Điều đó cho thấy chúng ta làm chủ, chúng ta là chủ nhân của chính mình. Vì thế hãy từ bỏ ý nghĩ rằng nhịn ăn có thể khiến mình trở thành thánh nhân. Quý vị nên hiểu lý lẽ đằng sau điều này. Có được nhiều thứ để ăn và một cuộc sống sung túc không thật sự là tốt. Không, không, đó là một cuộc sống nô lệ. Thay vì vậy, chúng ta nên giải phóng chính mình. Nhiều cách để nhịn ăn. Chấn, kính thưa sư phụ có đồng ý và ủng hộ một đồng tu cảm thấy thức ăn vật chất là một trở ngại cho sự tu hành và chân thành ước muốn từ bỏ nó, hầu có thêm thời giờ cho việc thiền định và xem thuyết pháp của Ngài, giúp người khác với việc làm tốt và tiền bạc. Sư phụ, được, quý vị có thể thử, sao lại không? Tôi cởi mở với mọi điều, nếu quý vị thử được thì thử. Tôi không ủng hộ bất cứ gì, tôi không từ khước bất cứ gì, tùy quý vị. Nếu quý vị làm được thì tốt, nhưng ăn quá nhiều là một trở ngại. Ăn vừa phải thì không sao. Đối với một số người, họ cần ăn, có người không cần. Có người thích từ bỏ thức ăn, có người không. Đều tùy nơi quý vị. Nhưng bất cứ ai không muốn ăn, muốn từ bỏ thức ăn, hãy làm từ từ nhé. Làm từ từ. Xem có làm được không, trước khi tuyên bố quá lớn cho cả nhóm, và rồi sau này phải rút lời lại. Về phần tôi nói với thị giả, tôi có thể sống không ăn. Thì họ nói, thật sao sư phụ? Tôi nói, dĩ nhiên tôi làm được, nhưng như vậy chán quá. Tôi còn làm gì khác đây? Tôi nói tôi sẽ chán chết. Tại sao quý vị phải hỏi tôi câu này? Quý vị làm gì thì làm, được chứ? Quý vị muốn làm gì thì làm và làm điều cảm thấy tốt cho mình.
Nếu có ai khác muốn làm giống vậy thì tốt thôi. Dù sao như ta nói với quý vị rồi, quý vị có thể thử, được chứ? Xem có được không? Nhưng trước khi làm quý vị phải tự chuẩn bị một chút. Quý vị làm từ từ nhé. Trước tiên có lẽ quý vị ăn chút canh lỏng, một chút ít với chút gì trong đó. Và sau đó quý vị ăn canh bớt đặc hơn. Hoặc quý vị dùng máy xay để xay nhuyễn thức ăn, không nấu để ăn. Hoặc thử ăn sống trước, rồi sống bằng chất lỏng xay, rồi với nước trái cây, và rồi sống bằng nước hoặc sống bằng mặt trời. Thật ra chúng ta không cần thức ăn, nhưng quý vị phải mạnh mẽ, đúng vậy. Quý vị là chủ nhân của các tế bào trên cơ thể. Nếu quý vị không muốn dùng thức ăn và đẳng cấp quý vị đủ cao, tế bào của quý vị nghe theo. Ngoài ra, nếu trong kiếp trước quý vị không bao giờ cho ai thức ăn, đã rất cương quyết không đem thức ăn cho ai đến trước cửa quý vị, và nếu quý vị làm vậy trong nhiều kiếp, thì trong kiếp này sẽ dễ để bỏ ăn hơn, bởi vì quý vị không có ngân hàng thức ăn trong tài khoản nghiệp. Hoặc nếu đẳng cấp của quý vị đủ cao, thì quý vị có thể nói với các tế bào, xem đây, ta sẽ ăn không khí. Rồi các tế bào sẽ nghe theo, nhưng quý vị phải cương quyết và mạnh mẽ. Và cứ nói với các tế bào rằng hiện tại mình đã có mọi thứ mình cần cho thân thể hoạt động, không cần phải dùng thức ăn đặc nào. Quý vị nói, hiện tại ta đang có đủ mọi thứ, và quý vị cầu sư phụ bên trong nuôi quý vị bằng năng lực vũ trụ. Có nhiều cách để sống mà không cần ăn, và quý vị phải chọn cách nào mình muốn. Cách thứ nhất là dùng không khí, và người ta gọi nó là khí lực. Quý vị có thể hít thở sâu vài lần trong ngày, tùy vào bao nhiêu, có lẽ 50 lần thật sâu mỗi lần. Nhưng quý vị phải tập luyện nhé, phải tập luyện. Quý vị hít sâu vào và cũng thở sâu ra, nhưng liên tục, không phải thở 2 hoặc 3 lần, rồi xem truyền hình và nhìn vào điều gì đó khác. Ồ, tôi quên, tôi hít thở trở lại. Không phải vậy, hiểu không? Quý vị phải nuôi dưỡng thân thể liên tục bằng năng lực và... Quý vị phải nuôi dưỡng thân thể liên tục bằng năng lực của luồng không khí này. Giống như khi quý vị uống một tách nước, quý vị uống đến cạn nhé. Chỉ như vậy. Tương tự, quý vị phải hít vào, thở ra, vào và ra, thật sâu và tập trung vào nó, và nói với thân thể cùng một lúc. Đây là điều ngươi cần, đây là tất cả ngươi cần để nuôi dưỡng thân thể. Đó là một cách. Một cách khác là nuôi dưỡng bằng năng lực thiên nhiên ở khắp nơi quanh mình. Quý vị có thể đi chân không và năng lực từ đất cũng sẽ nuôi quý vị. Quý vị có thể nhìn vào mặt trời như là 10 phút vào buổi sáng, 10 phút lúc mặt trời lặn hoặc nhiều hơn vậy. Buổi sáng và lúc mặt trời lặn không làm đau mắt quý vị nhiều quá, bởi vì mặt trời vẫn còn yếu. Nhưng tôi không biết nếu nhìn quá lâu, nó có làm hại cho mắt hay không. Một số người thử điều đó và họ không sao. Nhưng đừng thử nhìn vào lúc giữa trưa nhé. Quý vị phải sống với thiên nhiên hơn, ở trong môi trường thiên nhiên hơn, trong trường hợp đó. Rồi quý vị được nuôi dưỡng bằng năng lực thiên nhiên, bằng mặt trời, bằng không khí và năng lực địa cầu. Quý vị phải càng thường đi chân không càng tốt. Đó là một cách khác. Một cách nữa là quý vị có thể nuôi dưỡng mình bằng năng lực tự nhiên bên trong cơ thể. Đó là cơ thể của quý vị có một khả năng tự tái tạo. Vì vậy không quan trọng là quý vị có ăn hay không, nhưng quý vị phải thật sự chăm sóc cẩn thận như vậy và luôn luôn có quyết tâm này. Và đừng bị lôi cuốn bởi mùi vị thức ăn, do chạm vào thức ăn hay bởi người khác đang ăn. Quý vị phải thật sự quyết tâm và có một niềm tin vững như núi về chính mình, nếu quý vị muốn nuôi dưỡng bằng năng lượng của chính mình. Một điều nữa là quý vị có thể cầu đấng thiêng liêng bên trong mình, tin vào đấng thiêng liêng đó để nuôi dưỡng mình và ban cho mình tất cả những gì thân thể cần, bao gồm sinh tố, khoáng chất và mọi thứ khác, rằng quý vị sẽ không bao giờ muốn ăn nữa. Thử bất cứ cách này và cho tôi biết có được không? Cần có thời gian. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.